Hình thành ngoài khơi bờ biển Philippines, đến nay bão Goni đang tiếp tục mạnh thêm. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa lý và Khí hậu Philippines, nước này đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4, mức gió gây thiệt hại rất nặng khi cơn bão này đổ bộ vào Philippines. Philippines đang duy trì hệ thống cảnh báo bão 5 cấp, trong đó cấp 3 là gió bão có vận tốc 121 đến 170 km/h, gây thiệt hại trung bình tới nặng. Cấp 4 là gió bão 171 đến 220 km/h, gây thiệt hại nặng tới rất nặng. Cảnh báo cấp 5, cấp cao nhất, được phát ra khi gió bão có vận tốc trên 220 km/h, gây thiệt hại rất nặng tới quy mô lớn. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cũng cho biết bão Goni dự báo vào Biển Đông sáng mùng 1 tháng 11 và tiếp tục mạnh lên. Do vậy, bão Goni có khả năng ảnh hưởng tới Trung Bộ nước ta vào tuần sau. Khi vào gần Biển Đông, bão tương tác với khối không khí lạnh và sẽ diễn biến tương đối phức tạp. Tỉnh Quảng Nam đã công bố danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Trà Leng, làm hàng chục người chết và mất tích. Theo đó, tại khu sạt lở ở làng Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, có tổng cộng là 15 hộ, 55 người bị nạn, trong đó cứu được 33 người. Theo báo cáo, tính đến 14 giờ chiều nay, vẫn còn 24 nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở núi do mưa bão số 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Tại làng Trà Leng, tai họa bất ngờ ập xuống bản làng khiến nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân. Cả bản làng Thanh Bình nay chìm, bị san bằng bởi đất và bùn, trở nên tan hoang đổ nát. Những lời than vãn, những giọt nước mắt rơi, những ánh mắt đau xót là những gì mà chúng tôi bắt gặp ở Trà Leng trong ngày hôm nay. Làng Trà Leng có 11 ngôi nhà nằm san sát nhau ven suối. Mọi người chủ yếu sinh sống bằng săn bắt, trồng trọt nhờ vào con suối ven làng. Vậy mà mưa lớn từ bão số 9, nước từ thượng nguồn tràn xuống bất ngờ cuốn phăng bản làng. Chị Hòa từ Tam Kỳ trở về không còn nhận ra nơi mình sinh sống và đau đớn hơn khi mất đi 7 người thân trong gia đình. Chia ly từ biệt không kịp một lời, tai họa bất ngờ khiến chị liên tục khóc ngất. Em vẫn tính chạy ra đây thấy ba, chắc ba nằm như cậu đây nhưng mà ba tội. Không có ai rửa ráy, không có quần áo mặc luôn, lúc đó cũng không có đường đi để mua quần áo mới mà đợi sợ, đợi lâu. Vì ngày bỗng quán trời nắng, đến hôi mất, họ sợ họ không chịu được. Không có rửa, không có rượu luôn, thì em kêu thôi cho được, là biết ngồi dưới đất được rồi. Chị cũng làm cái bán, có cái chiếu, hai cái men cho ổng. Trường đang đợi bà mẹ em với là hai đứa, một đứa nhỏ nữa. Nói chung là còn 6 người đó, chưa ra được luôn, mong cho ra hết. Bi kịch của vợ chồng ông Hồ Văn Đề và bà Hồ Thị Hồng không khác mấy gia đình chị Hòa. Hai vợ chồng ông Đề lên nương thu hoạch lúa còn dở dang thì cơn lũ ập đến. Dòng nước dữ tợn đã cuốn mất 3 người thân trong gia đình, gồm con trai, con dâu và cháu trai. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy một người và đang chờ để chôn cất theo phong tục địa phương. Bà đi lấy, mới về sáng hôm qua, ngày hôm kia là mưa rất to. Hai ông bà ở trong trại, trại mưa rầy. Bắt đầu là đất cũng sát lờ sắp trại hai ông bà. Cả ông bà cả lúa mùa trong khờ sắp hai ông bà. Thế hai ông bà không nghĩ chết. Ông lại bưng phía sau bầu lúa. Tôi là bưng phía ngoài. Cứ bưng về ngược trại nữa, bưng về phải lội trôi hết, cứ bưng về nước văng bên tới đây này, nước văng bên về mà tới đây là các cái sản bò làm mất sản và mất sát hết trơn rồi, mà đất đã quy quân trôi. Nhưng bây giờ nạn nhân của gia đình bò là chỉ là 8 người, bò thấy nhân trước thì bò hơi bự lắm, bình lặng lắm còn con à. Ở Trà Leng những ngày này, tiếng khóc người thân, tiếng gào thét hô hào của lực lượng chức năng tìm kiếm vang một vùng, tạo nên khung cảnh tang thương. Trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng đã khiến nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân. Có gia đình đã mất đến 7 người. Và lúc này, họ đang chờ lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm những thi thể còn bị vùi lấp dưới lớp đất đá để tiễn biệt tất cả về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay tiếp tục với những thông tin về công tác tìm kiếm người dân bị vùi lấp trong 3 vụ sạt lở liên tiếp xảy ra tại Quảng Nam Trà My, tại huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Và trong ngày hôm nay thì công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được gấp rút triển khai, tuy nhiên thì vẫn chưa thể tìm thấy hết những người vẫn còn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến vụ việc 200 công nhân thủy điện Đắc My 2 bị cô lập gần 2 ngày qua, và trưa nay 30 tháng 10, lực lượng cứu hộ của huyện Phước Sơn và quân khu 5 đã tiếp cận được nhà máy thủy điện đang bắc hai dòng dọc để đưa các công nhân ra ngoài. Theo đó, lực lượng chức năng và nhà máy thủy điện đã tạo hai cáp treo dòng dọc để đưa nhóm công nhân đầu tiên qua sông ra ngoài. 50 công nhân thủy điện Đắc My 2 đã được đưa qua sông bằng cáp treo, dự kiến đến tối sẽ đưa ra ngoài khoảng 100 công nhân. Hiện tại, công nhân không thể lội qua sông do nước chảy xiết, phương án sử dụng máy bay không thực hiện được. Theo báo cáo của lãnh đạo thủy điện Đắc My 2, nhà máy đã liên lạc được tất cả các công nhân. Khu vực đập chính còn 80 công nhân sẽ cơ động ra 10 người, 70 công nhân sẽ ở lại để vận hành nhà máy. Lương thực cũng được tiếp tế để đảm bảo đủ một tuần cho công nhân. Thưa quý vị, tháng 10 liên tục xảy ra lũ trồng lũ, bão trồng bão đã gây thiệt hại lớn cho người và tài sản, nhân dân miền Trung. Tuy nhiên, chúng ta đã phát huy được tinh thần đoàn kết, ý chí, quyết tâm để vượt qua bão lũ. Việc làm cần thiết vào lúc này là nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2,5-3%. Đây là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá bão lũ năm nay có sự dị thường khi lượng nước lớn đổ về miền Trung trong cả tháng 10. Cơn bão số 9 là một trong hai cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Thiệt hại do đợt lũ lụt bão vừa qua đã khiến hơn 230 và mất tích. Còn nhiều người dân ở biển khơi, ở vùng núi bị sạt lở vẫn chưa tìm thấy. Cơn bão này có một đặc điểm là khi bão vào vẫn cấp 11-12. Và thời gian lưu bão tới 6 đến 7 giờ trên đất liền, nó hoành hành liên tục như vậy. Do đó là mặc dù chúng ta đã ứng phó rất quyết liệt, nhưng thiệt hại về kinh tế và người là rất lớn. Tập trung để ứng phó với bão lũ, cả cơn bão sắp tới cơn bão số 10. Rồi lũ vẫn đang lên ở một số nơi ở khu vực miền Trung. Rà soát tất cả những khu vực nguy hiểm để sơ tán dân ở cái khu vực mà dễ sạt lở đấy. Hiện nay đây là vấn đề rất là khó, mặc dù chúng ta có một cái bản đồ tổng thể ấy, nhưng mà chưa có bản đồ chi tiết đến từng xã. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong lúc khó khăn, chúng ta thấy tình yêu thương, đùm bọc, cả nước hướng về miền Trung. Và yêu cầu các ngành, địa phương, quân đội, công an tiếp tục cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, tìm kiếm cho được những người đang mất tích, chỉ đạo khắc phục hậu quả để cuộc sống nhân dân sớm trở lại bình thường. Về dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng đánh giá cơ bản đã được kiểm soát, tạo điều kiện tiếp tục khôi phục kinh tế. Đã xử lý gói hỗ trợ mới, đặc biệt là gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Thần tốc hơn nữa khi phát hiện có ca nhiễm, đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 2,5-3%. Nhất là nhân rộng mô hình chuỗi giá trị đối với từng loại sản phẩm ưu tiên. Tháo gỡ khó khăn về cơ sở năng lượng, thúc đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa. Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gồm vốn ODA, phải đảm bảo chất lượng, không hình thức lãng phí, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương trọng điểm, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gương cả về sản xuất, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành cần có kế hoạch tăng tốc 2 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch năm 2021. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mike Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và thế giới. Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương từ chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng đến giao lưu nhân dân. Đánh giá cao nỗ lực và cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
Ngoại trưởng Mike Pompeo đánh giá cao việc hai nước tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Khẳng định Hoa Kỳ luôn ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định và tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, ngày càng tin cậy, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới. Hai bên thống nhất tiếp tục tạo thuận lợi cho tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi, bền vững, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần xây dựng lòng tin hai nước. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng đã hoan nghênh hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ kịp thời Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 và thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua. Ngoại trưởng Mike Pompeo bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và gửi lời chia buồn về những mất mát, thiệt hại của người dân các tỉnh miền Trung. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của lĩnh vực hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường nhập khẩu nhiên liệu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá cao việc doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, cung cấp thiết bị công nghiệp, công nghệ thông tin, cũng như các biện pháp chính phủ Việt Nam đã triển khai. Qua đó, góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa, bền vững. Liên quan đến việc giải cứu 200 công nhân đang bị mắc kẹt ở thủy điện Đắc Mi 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hai ngày nay thì trưa nay lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nhà máy thủy điện và bắc hai dòng dọc để đưa các công nhân ra ngoài. Thưa quý vị, lúc 22 giờ tối qua, tàu kiểm ngư KN490 thuộc chi đội kiểm ngư số 4 đã phối hợp với tàu nước ngoài Portun tìm kiếm và cứu sống 3 ngư dân của tàu cá bị nạn mang số hiệu BD97469TS. Qua đó nâng tổng số ngư dân được cứu lên 17 người, trên tổng số 38 ngư dân của 3 tàu cá bị nạn trong bão số 9. 3 ngư dân được tìm thấy đều ngụ tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Hiện tại cả 3 ngư dân đã giao tiếp ăn uống và sức khỏe đảm bảo. Các đội tàu kiểm ngư đang mở rộng phạm vi, đồng thời phát đi thông báo hàng hải để phối hợp với các tàu nước ngoài tìm kiếm số ngư dân còn lại. Sáng nay, quân chủng Hải quân tiếp tục điều máy bay và các lực lượng tìm kiếm tại khu vực những tàu cá bị nạn. Trước diễn biến mưa lớn, khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên thiệt hại lớn, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương ban ngành khẩn trương triển khai một số nội dung trọng tâm, rà soát các nhà dân, cơ sở hạ tầng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng do lũ quét, triển khai khẩn cấp các phương án phòng chống lũ quét. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên trong đêm nay và sáng ngày mai 31 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Trong khi đó, dự báo ngày 1 tháng 11, cơn bão Goni, cơn bão số 10 sẽ vào Biển Đông.